đánh giá Chevrolet Cruze 2021 kèm giá bán. Mới đây, Chevrolet đã cho ra mắt công chúng dòng xe Cruze 2021 với những thay đổi đáng giá để tăng tính cạnh tranh hơn với các đối thủ trong phân khúc xe sedan hạng C như Toyota Corolla Antis, Honda Civic, Kia Cerato, Hyundai Elantra và Mazda 3. Những nâng cấp mới trên Chevrolet Cruze 2021 trải dài từ thiết kế ngoại thất, nội thất, thêm các công nghệ mới hỗ trợ lái xe, nâng cấp hệ thống giải trí và tiện nghi ngoài ra, cruz mới còn còn gói trang bị thể thao RS đẹp mắt, bỏ hộp số sàn và thay bằng hộp số vô cấp. có thể thấy với sự cố gắng của hãng để đáp ứng nhu cầu của người dùng, chắc chắn Cruz 2021 sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc. Chevrolet Cruz thuộc phân khúc xe sedan hạng C vốn là phân khúc xe cạnh tranh nhất trong các phân khúc xe hơi hiện nay. thiết kế ngoại thất xe Chevrolet Cruz 2021. Chevrolet Cruz 2021 có thiết kế ngôn ngữ thể thao mạnh mẽ hơn so với phiên bản cũ. Mặc dù Cruise chưa công bố về kích thước tổng thể của xe nhưng những thông số ở phiên bản trước 4640 x 1797 x 1 1478mm đã chinh phục rất nhiều khách hàng thì người dùng có thể tin rằng bản nâng cấp này chắc chắn sẽ tối ưu hơn rất nhiều ở phần đầu xe. Ấn tượng nhất chính là phần lưới tản nhiệt được chia làm hai phần riêng biệt tạo thành hình chữ V độc đáo xếp chồng lên nhau và kéo dài đến tận hốc đèn sương mù phía dưới và được nối với nhau bằng thanh kim loại mạ chrome đính kèm logo Chevrolet sơn đen bóng nhìn rất lạ mắt. Cản trước của xe được mở rộng với các chi tiết chrome sáng đẹp mắt. Bên dưới là hốc đèn sương mù cũng được làm rộng hơn thế hệ cũ và được trang trí thêm một thanh viền chrome chạy xung quanh. Thân xe của Cruze 2021 thu hút mọi ánh nhìn với những đường dập nổi kéo dài từ tay nắm cửa về sau khá sắc sảo. Xe còn trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa cùng màu thân xe. Cruze 2021 trang bị la răng 17 inch, tương tự bản LTZ hiện tại, song thiết kế mới mẻ, giúp chiếc xe có vẻ ngoài nam tính, thể thao hơn. Đôi xe khá tròn trịa, nổi lên những đường cắt ôm nhẹ cùng cụm đèn hậu dạng LED nằm đối xứng tinh xảo. Cản sau thiết kế lớn hơn với những chi tiết mạ chrome rất đẹp mắt kết hợp cùng logo Chevrolet quen thuộc tạo cho xe luôn ấn tượng khi lăn bánh trên đường. Màu xe của Chevy Cruze 2021 chưa được nhà sản xuất công bố nên rất nhiều khách hàng nóng lòng chờ đợi. Nội thất xe Chevrolet Cruze 2021. Bước vào bên trong khoang cabin, khách hàng sẽ bị thu hút khi Chevrolet Cruze 2021 được phối màu nội thất mới rất sang trọng cùng với hàng loạt các tiện nghi hỗ trợ cho người dùng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khi ngồi trong xe. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào bên trong là vẻ đẹp của khoang táp lô. Phong cách thiết kế vẫn là những đường cong rất nhẹ nhàng và tinh tế định hình kiểu chữ T cân bằng hướng về phía người lái được làm bằng chất liệu cao cấp. Vô lăng ba chấu tích hợp nhiều nút bấm, cụ đồng hồ hiển thị rõ nét các thông số giúp cho người lái dễ dàng kiểm soát chiếc xe của mình. Từng đường không mũi chỉ ở hàng ghế trước và sau của Cruise 2021 làm hành khách phải bất ngờ. Cùng với đó là sự rộng rãi sẽ giúp cho hành khách có những chuyến đi thoải mái và dễ chịu hơn. Tiện nghi Chevy Cruze 2021 nhiều khả năng sẽ được ứng dụng thêm nhiều tính năng mới mẻ nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn từ thế hệ trước. Cụ thể, khoang cabin của Cruze sẽ được làm mát nhanh và sâu nhờ hệ thống điều hòa tự động, cho người dùng cảm giác dễ chịu nhất. Không chỉ vậy, hệ thống giải trí cũng được nâng cấp hơn với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối 4G LTE và phát Wi-Fi mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách. Chế độ vận hành Chevrolet Cruze 2021 mạnh mẽ khi sở hữu khối động cơ 1,4 lít turbo 4 xi lanh sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại vòng thu máy 5.600 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 239 Newton trên mét tại vòng tua từ 2.400 đến 4.000 vòng trên phút. Như vậy, sức mạnh của xe 5 chỗ Chevrolet thế hệ mới đã tăng thêm 14 mã lực và 63 mô men xoắn so với phiên bản cũ. Với động cơ này, Cruise 2021 hoàn toàn có khả năng làm hài lòng chủ nhân về độ mạnh mẽ và bền bỉ của mình. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua trang bị hộp số tự động 6 cấp và loại bỏ hoàn toàn tùy chọn số sàn, đảm bảo cảm giác mượt mà, thao tác đơn giản nên người lái sẽ cảm thấy dễ dàng khi điều khiển chiếc xe. Nhiều khả năng cỡ lốp không thay đổi nên hành khách vẫn trải nghiệm độ êm ái khi phải đi qua những đoạn đường sỏi đá, gồ ghề, tương tự như bản Cruz hiện tại. An toàn và an ninh với các hãng xe từ Mỹ nói chung và Chevrolet nói riêng, người dùng sẽ không bao giờ phải lo lắng vì xe luôn được đầu tư khá đầy đủ các các tính năng an toàn và hỗ trợ lái xe hiện đại như hệ thống 10 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chuyển làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động phía trước, hỗ trợ đỗ xe. Những tính năng an ninh trên Chevrolet Cross hiện nay vẫn chưa được hãng tiết lộ thêm. Kết luận Mặc dù Chevrolet Cruze phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh Toyota Corolla Antis, xe Honda Civic, Kia Cerato, Hyundai Lancer, Mazda 3 và Ford Focus. Ở phân khúc sedan hạng C nhưng Cruze 2021 vẫn không bị lép vế khi sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, nội thất rộng rãi với các tiện nghi cao cấp cùng khả năng vận hành cực kỳ bền bỉ và mạnh mẽ. Dù chưa ra mắt tại Việt Nam nhưng chắc chắn rằng đây sẽ là một chiếc xe rất đáng mong đợi trong thời gian sắp tới. Thông số kỹ thuật xe Chevrolet Cruze 2021 Loại động cơ 1.4 turbo 4 xi lanh Công suất 153 mã lực Mô men xoắn cực đại 239 Newton trên Hộp số tự động 6 cấp Kích thước lốp 17 inch Hệ thống thông tin giải trí Màn hình cảm ứng 7 inch Kết nối 4 GLTE và phát Wi-Fi Hệ thống điều hòa tự động